Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn một video. Hôm nay sẽ nấu phở. Bữa giờ lâu lắm rồi không có nấu phở mọi người. Hôm nay thèm phở thì đi mua đồ rồi nấu phở. Thì nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Cách nấu phở thì cũng rất là đơn giản như ngày trước giờ mình nấu. Là thịt, xương rồi hành, gừng, rồi thêm một cái gói gia vị để mà nấu phở. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó, đây là xương để mình hầm, còn cục này là cục thịt, như mình thịt này thịt nướng ngon lắm, cái cù đó của nó nướng ngon, mình thấy nó mỡ ngon của mình dục vô mình làm nạm, nạm bò mà dạng như cái phần lưng con bò, cái này nướng thì tuyệt vời mềm. Nhưng mà hôm nay mình quyết định là mình mua về mình nấu lẩu, mình thích ăn cái phần thịt nạm mà có thịt mỡ mỡ á, nó béo nó ngon mọi người ơi, chứ còn không có thích cái kiểu mà hả cái kiểu kia. Rồi dục xương vô trong đây để mình nấu. Đây. Cô Ánh ơi, con nghĩ là mình thêm miếng nước đi cô Ánh ơi. Rồi, cái này một chút nữa ra nước thì thôi chứ. Rồi, bỏ cái gói gia vị vô. Ok các bạn ơi, thì bây giờ nè, cái nồi phở mình khi được hầm xong rồi bắt đầu giờ lấy ra nè. Ngon lành cành đào luôn á. Ngon lắm. Bên đây là thịt nè. Đó, cắt ra rồi bộ viên bữa trước mua còn nè. Rồi đây là tái nè. Bây giờ múc nha. Hấp dẫn không? Tái dược viên, gân gầu, đầy đủ luôn. Em nghe đi chị. Giỏi quá. Dạ, trong cái ngoài là cái hộp giấy, ở trong là cái hộp vệ tinh đó chị. Đó, ở đây có một cái hộp gà, lá cốt, rau, giá, chanh ớt, rồi, sẽ đặc biệt luôn. Mọi người bốn tô như nhau mọi người ơi. Rồi, bây giờ mời mọi người vào bàn nha. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Rồi, hôm nay thì trở lại với cả nhà một món ăn nước mọi người ơi. Hôm nay ăn phở, bữa giờ ăn gà, ăn đồ. Quá trời quá đất rồi nên là bây giờ hả muốn ăn là miếng nước cho nó ngon. Bây giờ thôi mọi người lại gia đình cùng vào bàn với gia đình ngày hôm nay nha mọi người ơi. Rồi. Mời mẹ nha. Cả nhà nha. Nấu tô phở này sẽ hấp dẫn quá ha. Ngon, đầy quá đủ ngon. Luôn. Quá đầy đủ chất lượng. Mà hả lâu rồi nha. Lâu rồi mình có công việc mới nên mình không có vô bếp nấu ăn. Lâu rồi. Có cô em nấu giùm cho mình. Hai ngày nay tiệc khách rồi tiệc nhậu quá mệt, sáng nay ra muốn hộp miếng nóng nóng nữa ngon. Cô ba làm này đặt không khá gì ở tiệm đó. Hấp dẫn cực kỳ luôn đấy nè. Ngon. Cô ba nêm nếm vừa ăn khỏi nêm gì. Có ăn tương không? Chừng ở bên đây tái nè, cũng mua tái gà bò viên có sẵn rồi, gầu ngon hả, nước ngon hấp dẫn, nhìn hấp dẫn nước rất ngon, có sả tế nữa hết ý luôn. Hôm nay bà nội Vinh Sình làm đổi thương hiệu nha mọi người. Bắt đầu sa tế thì bây giờ bắt chuyển qua làm bữa trước là cô Bảy sa tế. Hôm nay là giờ chuyển qua làm sa tế bà ngoại chay chay. Có cái hình mới nha. Đó. Có hai mẹ con với chay chay nữa nha ơi. Bỏ giờ ra về rồi. Đây hình cháu ngoại rồi nè mọi người không? Đó. Cho cả nhà coi để nếu mà cả nhà mà có gọi đặt
Sắp nào vậy? Cho mẹ miếng tương không? Con bây giờ ăn phở là không bao giờ ăn thịt tương. Mẹ thích tương. Tại vì nó bán đi cái mùi phở rồi. Giới thiệu cả nhà biết chứ để thôi cả nhà nó ủa thấy lạ cái không biết phải của mình sa tế của mình làm ra không. Không có bảo có bữa có với rồi dắt có bảo dạ. Gọi lên ủa chị sao bảo hổng cái em thấy nhãn là cô bảy sa tế mà bữa nay không phải. À nhưng mà sa tế mẹ làm á, mẹ nhà biết không, cứ nghệ kiểu mà một ngày nào mẹ xào xong mình ngưng cỡ một ngày thôi là cho giao hết cái hàng đó chứ không bao giờ mà để mà quá lâu hết á. Cho nên nhiều khi mà thay nhãn mát như này cũng có cô sợ là hàng cũ hàng mới mà không phải. Không phải đâu, nhà mình làm hết bán hết rồi mình làm tiếp. Cô bãi làm không kịp bán mà đâu có hồi tồn. Nói chứ một ngày mẹ xào mấy chục hũ về cả nhà rồi bắt đầu là làm bao nhiêu bán bao nhiêu rồi cả nhà ơi, tại vì mình bán không có nhiều cho nên làm bao nhiêu bán bao nhiêu. Xin mời cả nhà dùng bữa với điện gia đình. Thoại là liên khúc. Mẹ mình nay mọi người điện thoại còn nhiều hơn mình. Món chung quy là cũng được nhà cô bác anh chị ủng hộ. Xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thương yêu mến gia đình mình. Thương yêu gia đình mình, thương yêu con mình, ủng hộ mình. Mọi người mình có cái sung sướng cái là mọi người ăn á là mọi người điện thoại lên khen ha. 10 người là điện thoại khen đúng 10 người luôn. Có, ngon quá, đặt một tên. Có nhầm cái chỗ hơi xa xa cả nhà, cái mình gửi đi ship 2-3 chỗ tới chỗ vì chảy dầu ra mà những có em cháu chị em rồi cũng không có sao, có chảy dầu ra nhưng mà không có sao đâu cô. Bây giờ ở trong là quấn một lớp bịch, ở ngoài cái nắp ở ngoài là hai lớp bịch nữa. Mà đôi khi nó cũng bị đổ đây vì mẹ múc quá, mẹ múc đầy lắm. Rồi mẹ nói là mình bán cho những người yêu thương gia đình nên là bán phải cho nó đúng. Chứ còn mà bán mà mình nói là mình múc lưng mẹ không chịu nên là thành ra nó đầy quá là nó bị tức á, cái nhà cái nó bị nổ cái bịch. Rồi á hả, nay mình đổi lại cái hộp lớn hơn, cao hơn nên là hôm nay thì thấy nó đỡ hơn một chút cả nhà. Với lại mới lúc đầu mới buôn bán làm chưa có quen, chưa có biết chưa, nên nó cũng hơi cập rập một chút. Đúng rồi. Từ quen. Bữa giờ mà làm sa tế xong rồi mẹ biết không có nhiều khi vui lắm, nghe điện thoại ở nhà, nghe điện thoại đặt hàng sa tế xong rồi vài hôm sau mẹ gọi lại một lần nữa làm món gì ăn ngon, tại vì không biết là ăn món gì cho ngon mà thấy mẹ làm hấp dẫn. Thứ nhất là thấy video mẹ làm sa tế hấp dẫn, thứ hai là thích mẹ quá muốn thử đồ thức ăn của mẹ cho nên mua xong rồi cũng chưa biết làm món gì ăn cho ngon hết. Cảm ơn mà em có cảm ơn mọi người không kìa? Không, rồi anh không nhắc anh thiếu sót luôn. Thực sự là ngân cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Từ YouTube này nha, từ Facebook nè, sáng là Facebook, Zalo rồi mọi thứ là mọi người chúc mừng ngân rất là nhiều luôn. Cái ngân không có kịp để mà trả lời từng người á, thì sáng nay thì ngân cũng cảm ơn rất nhiều anh chị, cô chú và các bạn nữa. Có những bạn rất là nhỏ xưng cùng cô luôn á. Vẫn chúc mừng sinh nhật của ngân, cảm thấy ngày hôm nay là cái ngày sinh nhật của Ngân á, Ngân chỉ cần như vậy, cần mọi người nhớ đến Ngân rồi yêu mến Ngân, vậy là Ngân hạnh phúc lắm luôn á cả nhà. Rất là cảm ơn mọi người luôn. Chắc là vì sinh nhật có cái những cái khúc mà mọi người hay nói là Ngân bị hớn hên á, nhưng mà thực chất là mình cũng muốn đính chính lại giùm mình là Ngân một cái là Ngân mặc cái váy nhưng mà Ngân có mặc cái quần sọt ở trong đây mọi người. Mọi người nhìn tưởng đâu là bị lộ hàng nhưng mà thực chất là không phải. Lâu lâu ở nhà thông cảm, lâu lâu xíu xa xíu sọ một bữa. Rồi trước khi ấy là cũng mặc cái quần sọt ở trong rồi. Đó.
Rồi nhưng mà cái lỗi đó là lỗi cũng là do cái sơ ý của Ngân. Dạ. Thì qua đây Ngân cũng rút kinh nghiệm ha. Rút kinh nghiệm với lại xin lỗi các cô chú rất là nhiều trong cái video cảm thấy mà khó chịu khi thấy cái trang phục á. Thì con cũng rút kinh nghiệm. Mọi người hiểu lầm thôi, nhưng mà thực chất là cũng đó là cái kiểu ngồi của mình làm cho mình bị ấy. Nếu mà bình thường nếu mà không có mặc quần ở trong là nguy hiểm. Nguy hiểm mà. Chị qua người Tây mọi người cũng ngủ ngon lắm. Thoải mái, giấc ngủ thoải mái, mình thích uống cái này lắm. Ngon, ăn ngon mà ăn không nổi mọi người. Uống qua hai ngày liên tục, ngày sinh nhật nè. Rồi bắt đầu ngày hôm sau là tiễn bạn chú Cương bên hàng xóm. Sinh nhật vợ mà anh bảo là người vui nhất luôn. Người nhất. Rồi hát karaoke nữa. 7-2 ngày liên tục, ngày nào cũng từ trưa tới 10 giờ đêm, 9-10 giờ đêm. Nhậu nhiều hại sức khỏe, ăn không nổi. Nhậu nhiều ít ăn á. Uống không đâu ăn đâu ăn, ăn không ngủ, ngủ không cái vậy cái ăn đâu nổi. Nên là bây giờ phải hạn chế cái nhậu là chút xíu. Nó có bạn bè gì đó thì ấy thôi chứ còn giữ gìn sức khỏe. Một tuần trăng ngày chủ nhật được rồi. Nãy thấy ngon giờ no quá. Em ăn. Em ăn được. Chiều ăn. Không mà công nhận cái tô phở hôm nay chất lượng lắm cả nhà. Không thua kém gì mà mình tưởng tượng đâu. Những cái tô phở mình tưởng tượng nó rất là to mình vậy nè, rất là ngon. Hôm nay cô ba mình nhắn ngon. Tại vì nhà mình bây giờ nhân khẩu là lên 7 người. Nên là mình phải nấu đồ ăn cho 7 phần ăn một ngày. Buổi á. Sáng đi chợ mình mua thì đồ đạc này kia cho nó dư rộng rãi xíu cho mọi người ăn cho nó thoải mái. Thì có cô hai cô phụ với gia đình nữa. Nhà mình giờ ăn 2 mâm. Hai mâm. Mọi người có hỏi cô ba đâu, cô ba không thấy cô ba, cổ không đã, cổ không muốn lên video nha mọi người nha. Cổ không muốn lên nên là mình phải tôn trọng người lớn. Nên là mình hay nhắc vậy thôi chứ còn mình không có quay cổ lên được. Vì đó là quyền riêng tư của mỗi người mà. Hay là bất cứ quay YouTube hay quay ai cũng vậy, nó cũng quay video cô chú được không, người ta đều chấp nhận, người ta đồng ý thì mình mới quay, chứ còn không phải là ai mình cũng chỉ hết thẳng như cái máy vô mặt người ta đó. Vậy là mất lịch sự. Ngay cả chay cũng vậy đó, không thấy không? Hôm nào cho quay là cho quay, hôm nào mẹ nó cho quay là nó cho nước đồ. Cho quay. Hôm nào không vui là mình tin mà. Hôm nào không vui là không quay, mẹ không được quay nữa, mẹ không quay nữa. Ghê luôn. Cho con xin miếng giấy bà. Ủa, ăn nó cũng đổ mồ hôi quá. Cho em miếng không? Cho ăn miếng luôn. Hôm qua giấy là mềm quá thôi. Dạ. Mua giấy kia. Sinh nhật Ngân không về được hay buồn. Sáng là có bà ngoại là muốn về với nhà bà Ngân rồi đó. Muốn về bà Ngân đúng là về với bên Sinh. Hết dịch đi, hết dịch rồi sẽ sắp đi học, sắp xếp về chiến. Bây giờ về cả nhà biết xong. Phải cách ly. Còn cách ly á, bà ba chay là ngày. Về được có 2 tuần à. Cách ly ở đây rồi về bên kia cách ly. Khép 14 ngày mà. Cách ly bên đây 13 ngày. Ở chơi Việt Nam ngày về kia cách ly 14 ngày. Đâu 14 ngày mà 2 ngày máy bay đi về là 4 ngày rồi. Nên là hả Ngọc? Là trong trạng cách ly là đi về luôn á. Nên là phải đợi cho hết cái mùa dịch ổn định, vaccine đồ mở đường bay như thế nào. Quay cái đại dịch này cũng kéo dài gần cả năm trời. Năm á, từ Tết tới giờ mà. Tết rồi. Nhưng mà nó bùng phát như nó là trước Tết rồi. Rồi sau mọi người bắt đầu cái không thông báo cái gì. Vũ Hán là trước Tết. Quay năm. Rồi, thôi ha. Video ngày hôm nay mình chia sẻ tới đây mọi người nha. Bữa ăn ấm áp, tình cảm gia đình với món phở bò. Thì bây giờ cũng xin kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương ủng hộ video của gia đình mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.